Xin chào các bạn đã đến với Mr. P Puzzle Party. Và mình là Mr. P. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai why puzzle cơ bản. Thì why puzzle nó là những cái puzzle gọi là tháo rời. Yêu cầu của nó chính là tháo rời những cái chi tiết và sau đó lắp lại. Thì hai cái why puzzle ở đây, cái đầu tiên bên tay trái đây là cái the wing, giống đôi cánh này. Và yêu cầu của nó là gỡ cái tay cầm này ra khỏi cái chi tiết này, nó bị chặn với những cái vòng này, cái vòng này không chui qua đây được. Độ khó của nó khoảng là 2 tới 3/10. Đó là những cái puzzle đầu tiên. Cái bên tay phải đây là cái the dirty dog. Cái này mình lấy tên đúng theo cái hệ thống phân loại của cái thế giới Y Puzzle này. Yêu cầu của nó là nó gỡ rời cái tay cầm này ra, cái phần đuôi của chó này ra, đây phần đầu, đây phần đuôi. Độ khó nó hơn cái đường Win một bậc, khoảng là 3/4/10. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái lời giải của hai cái quay puzzle này. Đây, cái đầu quyền. Đầu tiên là ta sẽ phải đi ra bên ngoài, đi qua cái vòng đầu tiên này. Sau đó đây, chui qua hai cái này, khéo léo đưa lên trên đây, nó có cái khe đủ để kéo qua đấy. Rồi chui ngược lại, xong và lặp lại là ta đi ngược lại. Những puzzle này là những puzzle nó độ khó nó không quá cao, do đó là ta có thể giải một cách dễ dàng trong vòng khoảng 15 phút. Đây. Tiếp theo đến cái tí đoạn này, nó khá là cân đối, nó là đối xứng như này. Thì với cái bộ đồ này ta đi bên nào cũng được, những cái vòng này nó lớn và đây chui qua đây được, chui qua đây được này. Thấy đây là mấu chốt của vấn đề. Ok, cái này ta sẽ phải đi từ dưới lên, đi từ đây lên đến đây, ra khỏi đây và ra đi luôn, ra luôn. Đầu tiên là chui qua đây, quay ngược vào, xong chui ngược ra khỏi cái chân này, cái chân trước này. Thấy đến đây lách nó qua rồi, ok, đó đã đi lên được rồi, đi lên phần giữa cái thân này. Tiếp theo chui vào đây. Đấy, này, như thế này là ra rồi. Rồi, xong, đã thoát ra khỏi được cái thân của nó rồi. Vậy ta vào lại, ta đi ngược lại. Đi vào phần thân. Qua đây, nhớ là phải qua đây. Chứ như này là không được. Như này là không được. Mà phải như thế này. Đấy, chui ngược lại qua, chui hẳn lên luôn. Rồi, ok. Đấy, vừa rồi là mình đã giải xong hai cái why puzzle cơ bản.
Wing và Dirty Dog. Thì sắp tới mình sẽ cố gắng mình làm thật nhiều. Tất cả những cái puzzle này đều là do mình tự tay mình làm. Mình sẽ làm về white puzzle, mình sẽ làm về các cái loại đóng gói, packing puzzle, các cái loại trượt, sliding puzzle, các cái loại sequential movement puzzle, có nghĩa là di chuyển tuần tự, các cái loại interlocking golden puzzle. Mình sẽ cố gắng mình làm và chia sẻ thật nhiều. Mong các bạn ủng hộ mình bằng cách là có thể là mình like, share, và có thể có ý tưởng hay là các bạn gặp một cái puzzle nào hay thì các bạn comment cho mình. Ok, chào các bạn, chúc các bạn vui, keep on puzzling.